bứng gốc và bay lên, trong khi bay lên như vậy thì
Và điều thứ hai
vui trong ngày trung thu này. Và điều thứ tư, đó là mẫu thương các trẻ nhỏ là mẫu thương cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu đã chờ thêm những trẻ nhỏ vì nước trời dành cho những trẻ có tâm hồn đơn sơ, có tâm hồn khiêm tốn như vậy. Nếu những trẻ nhỏ có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn thì chắc chắn cũng sẽ không được vào hồn nước trời. Nhưng Chúa Giêsu lấy mẫu thương của trẻ nhỏ đó là chúng mời gọi tất cả các thiếu nhi chúng con hãy trở nên những trẻ nhỏ thật sự với tâm hồn đơn sơ khiêm tốn để chúng con sẽ bước vào trong nhà của Thiên Chúa, đó là chúng con bước vào gia chung thánh nơi mà Phúc Lan bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể giúp cho mỗi người chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu thánh thể là một ăn nuôi dưỡng và là một người bạn đồng hành với các thiếu nhi. Tôi chỉ tất cả mỗi người chúng ta đón nhận Chúa Giêsu thánh thể và trong cuộc sống của mình học noi gương Chúa Giêsu để trở thành một con người đơn sơ khiêm tốn biết sống phó thác vào Chúa. Kính mời cộng đoàn lớn chúng ta cùng dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã tặng ban cho tuổi thơ các con bao nhiêu vui vẻ. Thank you.
ngày làm thầy sẽ bị nộp tiền các Thank you.
xin đừng cho đồ chúng con để xin nhìn lên đức tin ngồi thay cho xin nói thương ba cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo ban ý Chúa cho hằng sống và hiên chi muôn đời bình an của Chúa và cùng anh chị có thể nghĩ chúng con quay sang nhau chúng con cười với nhau một tiếng và chúng con bắt tay nhau để chúng con nói lên tình yêu thương sự bình an trao cho nhau. Thank you.
Thank you.
Chúng con xin cảm ơn thầy cha để ông chẳng cái hiện diện của chúng con trong giờ phút này. Và các em thân mến, để phát quà các em đi, các em sẽ đi theo sự hướng dẫn của anh chị. Chúng ta đi vào đường giữa, đi theo hàng 4 để chúng ta nhận quà ở phía cuối nhà thờ.
Trăng lên em chờ trăng lên, quần trăng sáng cho em tiếng cười.